Hai, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người các cây súng bắn đinh ha. Hiện tại trên bàn các bạn thấy thì hiện tại mình đang có 7 cây súng bắn đinh. 7 cây ha anh chị. Trong đó có 3 cây là mắc 211 và 3 cây mắc 221 và 1 cây Makita AF502. Để mình tắt mình hơi khổ quá. Thì mình sẽ giới thiệu, trước tiên mình giới thiệu cái súng Mark 211 ha các bạn. Thì cái súng này hiệu Mark của Nhật ha. Nó bắn đinh từ 20 cho đến 50. Đinh từ 20 đến 50 ha các bạn. Thì cái súng này có khóa an toàn ha, chỉnh sâu cạn báo hết đinh luôn ha các bạn. Đây ví dụ như trong cái súng này hiện tại là để mình lấy đinh ra. Ví dụ như đây đang là không có đinh thì mình không bắn được ha các bạn. Đây không có đinh mình không đè cái mũi khóa an toàn xuống được. Đó. Ở đây nó có cái đầu rọc đỏ đỏ đen đen chỗ này nè các bạn. Đây là cái chỗ cái khóa thôi, khóa cái cò này không cho bóp thôi, cũng chung mình cũng ít sử dụng tới. Rồi bên đây nó có cái vặn, cái nấm vặn này, cái này là để chỉnh sâu cạn đinh nha các bạn. Thì mình về dặn mình dặn theo chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ là cạn ha các bạn, và ngược chiều kim đồng hồ là sâu ha các bạn. Đó thì cái súng này có các chức năng vậy thôi. Và cái đây là cái cò để khóa an toàn khi mà mình đè xuống gỗ mình mới bắn được. Trên đây nó có cái núm này để chỉnh cái đầu hơi ra thôi. Dưới đây nó đang ra hướng ra trước, bây giờ mình muốn ra hướng khác thì mình xoay cái đầu này thôi. Nhưng thực tế mình để gì thì bắn nó sạch người mình rồi. Rồi bên đây nó có cái móc để treo súng. Ok. Các bạn. Thì hiện tại thì mình có 3 cây súng này, giờ mình bắn thử cho các bạn xem ha. Đây mình đây có hộp đinh 3 phân, đây là đinh 4 phân ha các bạn. 4 phân nè, 4 phân, 3 phân ha. Giờ mình bắn thử đinh 4 phân cho các bạn xem. Gỗ này thì gỗ này cũng rất là cứng nha các bạn. Ok, bắn thử ha. Lực bắn rất mạnh ha các bạn. Bạn thấy không? Mạnh và rất là chuẩn chỗ luôn ha các bạn. Ok, đó là cây thứ nhất. Giờ mình test từng cây cho các bạn xem luôn ha. Để mình lấy hộp đinh 5-4 phân. Đây hộp đinh 4 phân ha các bạn. F40.
bắn rất mạnh nha các bạn. Thì cái máy cây này tương đối xấu chứ không đẹp lắm ha các bạn. Thì các bạn nào mua về xài thì vô tư thôi, không có gì hết. Giá là mềm. Mắc 211 ha các bạn. Để mình mặt hơi lên xíu. Bình hơi của mình nó hơi nhỏ. Thì thường cái bờ hơi nó bắn tầm 4,5 kg đến 8 kg nha các bạn. 4,5 kg đến 8 kg là bắn ok hết. Lực bắn rất mạnh ha các bạn. Ok, xong 3 cây súng này. Thì các bạn nào mua về xưởng xài rất là ok ha các bạn. Bạn nào mua thì có thể gọi cho mình số điện thoại 0908 75468 ha các bạn. Ok, giờ tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn 3 cây súng bắn đinh Mark 221 ha các bạn. Cái này đời này nó cao hơn cái đời Mark 211 xíu. Này là 221. Thì cây này thì bắn được đinh 15 ha các bạn, 15 đến 55. Còn cây Mark xanh này thì mình chỉ bắn được từ 20 đến 50. Thì cái này cái dải nó rộng hơn xíu. Thì nó chỉnh sâu cạn khóa an toàn đầy đủ luôn ha các bạn. Đây. Thì mấy cái này nó cũng hơi cũ chứ không đẹp lắm. Ở đây chỉnh sâu cạn nè. Ví dụ mình dặn theo chiều kim đồng hồ là nó cạn, còn dặn ngược chiều đồng hồ là nó sâu ha các bạn. Ok. Giờ mình bắn thử cho các bạn xem. Còn đây là cái núm này để dặn lên là khóa cò thôi, không gì hết. Ha các bạn. Đây, mở nắp này ra thì mình chỉ cần bóp gì mình mở thôi. Rồi giờ mình để đinh vô bắn thử nha các bạn xem ha. Để đinh 4 phân nha các bạn. Đây thì cái mũi cò an toàn thì mình chạm gỗ mới bắn được ha các bạn. Đây nè, mình chạm gỗ mình đè xuống mới bắn được ha các bạn. Giờ mình thử ha các bạn. Lực bắn rất mạnh ha các bạn. Rất mạnh, rất là đều ha. Yeah. Ok, thì bây giờ mình test có 3 cây, mình test 3 cây luôn cho các bạn xem ha. Đây ha các bạn. Make in Japan luôn ha các bạn. Đây nè, như mình không có, mình để đây mình không có đinh thì mình bắn nó cũng không nổ nè các bạn. Đây là cái chức năng hay của cái súng Nhật, báo hết đinh. Rồi giờ mình bắn thử ha. Để đinh vào thôi. Dòng súng này á, thì cái đường hơi nó ra chỗ này ha các bạn. Bởi vì nó ra chỗ này và nó có một cái miếng dạng như giống giảm thanh vậy. Cái súng này bắn rất là im ha các bạn, im hơn cái súng mắt xanh nhiều. Cái mắt này nè, nó im hơn. Bắn rất là ok, bắn rất là mạnh ha các bạn. Đây.
Thì các bạn nào đã từng sử dụng cái súng Nhật rồi rồi thì các bạn rất là thích ha. Để bắn nó có quá an toàn, là mình chỉnh sâu cạn rồi, cái đó là những chức năng nó rất là hay so với các dòng súng Trung Quốc ở thị trường Việt Nam. Ủa, cái này mình khóa nè, mình dặn đây mình khóa, mình mở khóa, dặn xuống đây mở khóa. Ok. Bắn rất mạnh ha các bạn. Rất đẹp. Ok. Và cây cuối cùng mình giới thiệu các bạn đó là cây Makita AF502N. Thế này thì nó bị mất cái hiệu đây rồi. Nhưng nó là cây Makita ha các bạn. Hộp này nhôm. Cây này thì bắn rất là rất ok ha các bạn. Thì cây Makita thì mình cũng có review trước mấy cái video trước rồi, thì cây này nó khóa an toàn, chỉnh sâu cạn, báo hết đinh, và đặc biệt mình có thêm một chức năng nữa là khóa chế độ an toàn lại. Là nghĩa là sao, là khi mình bắn giống như cái súng không an toàn. Giống như cái súng không an toàn các bạn, ví dụ như đây mình đè xuống gỗ không nó bắn được. Hiện tại đang hết đinh, mình không bóp cò được các bạn. Bây giờ mình bỏ đinh vô. Phúng phân. Thì cây này bắn cũng được từ đinh 15 đến 55 hả các bạn, 50. Thì đây ví dụ như ở đây mình phải đè xuống gỗ mình bắn được nè, đè gỗ mới bóp cò được. Còn mình muốn khóa chức năng đó thì mình ở đây nó có một cái núm dặn nè, núm dặn mấy bên trong nè các bạn, núm này thấy các bạn, núm đây. Thì mình đè xuống gì mình dặn. Dặn qua gì là nó khóa cái chức năng an toàn lại, là mình bắn y gan như cây súng Trung Quốc, là mình bóp cò là nó bắn thôi, bóp cò là bắn thôi. Ok, giờ mình test thử cho các bạn xem ha. Giờ mình bỏ cái chức năng nó ra. Bắn như cây súng an toàn ha các bạn. Thấy lực cấn rất là mạnh ha các bạn. Đây là lần định mới nhất. Giờ mình khóa chức năng an toàn lại, khóa chức năng an toàn lại thì mình chỉ việc một cái mũi đinh mình đè xuống cổ, mình nhấn xuống gì, và cái nấm này mình gạt ha bạn, gạt nhẹ vô trong ra ngoài cũng được. Ok, vậy là mình khóa lại chức năng an toàn, là mình bắn như cái súng an toàn, mình dở lên mình có thể bắn được luôn ha bạn. Mình không cần đè xuống cổ. Đây mình nè, đây mình khánh dở lên, khánh bắn cho thử cho các bạn xem ha. Đó là mình không, cái mũi súng mình không chạm gỗ mình vẫn bắn được luôn nha các bạn. Thì cái súng này nó hay ở chỗ đó nha các bạn, và đặc biệt chỉ có súng Makita AF502 mới có thêm chức năng này, còn ngoài ra các dòng súng khác không có nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hiện tại mình đang có còn 7 con súng này, tương đối không đẹp lắm nha các bạn, nhưng mình đảm bảo sẽ sử dụng nha các bạn. Tất cả cái súng mình bán ra mình bảo hành 3 tháng hết. Vì vậy các bạn nào mua cứ an tâm mà xài ha. Lỗi gì thì báo mình xử lý, mình đổi cái súng khác cho các bạn sẽ sử dụng ha. Ok, cảm ơn các bạn. Để đặt hàng các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468. Để xem những cái video tiếp theo, các bạn có thể subscribe trên kênh YouTube của mình và follow trên Facebook của mình là Súng Bắn Đinh ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.